để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến. Và căn cứ theo tình hình học tập của lớp mình, tôi quyết định lớp ta sẽ có một buổi học thêm phụ đạo vào chiều ngày mai. Ok nữa. Chính vì vậy, ngày mai các em nhớ mang cơm trưa đi để ở lại lớp. Nghe rõ chưa? Vâng ạ. Ai mới có một buổi chiều đổ nhà ngủ. Kiểu này á, tớ sẽ khoe cái tài nấu ăn siêu đỉnh của tớ cho các cậu xem. Ngày mai á, tớ sẽ mang hộp cơm trưa của tớ đi cho các cậu chiêm ngưỡng. Đâu đây? Cậu điệu thế mà cũng biết nấu ăn cơ á? Tớ mới là nấu ăn giỏi nhất. Cái gì? Thôi đi, các cậu chỉ chém gió là giỏi thôi. Tớ trông thế này thôi á, nhưng mà tớ nấu ăn hơi bị giỏi luôn. Ô, không, tớ mới là nấu ăn giỏi nhất. Không, tớ ngày mai nhá, các cậu cứ mang hộp cơm trưa của mình đi, rồi để tớ làm ban giám khảo cho. Tớ á, dành ăn nhất cái vịt Bắc Bộ này luôn, đồng ý không? Ok. Cuối cùng cũng được về với chiếc giường yêu dấu rồi. Years later. Oh no! Còn 30 phút nữa thôi. Thì đi làm cơm. Bây giờ phải làm cơm chưa? Không tí nữa lại đói mất mồm ra. Nhở các bạn nhở. Bây giờ dâu tây sẽ làm món cơm trộn bibimbap trong vòng 20 phút. Món này á thì cần nhiều nguyên liệu lắm. Nhưng mà dâu tây đã mua hết rồi. Bởi vì nhà dâu tây không có gì ngoài điều kiện mà. Thôi bây giờ dâu tây sẽ bắt tay vào làm luôn nhá, không muộn mất. Bước 1, dâu tây sẽ xới cơm ra cái bát này. Vô cùng đơn giản đúng không? Bước thứ 2 là dâu tây sẽ đi luộc rau. Gì chứ, dâu tây hơi bị đảm đang đấy, các cậu không biết đâu. Nhưng mà các cậu có muốn xem một phép thuật không? Dâu tây sẽ nấu xong chỗ rau này chỉ trong vòng 3 giây thôi. 3, 2, 1. Mẹ ơi! Tan ra, thấy chưa? Tớ đã bảo 3 giây là xong rồi mà. Bước tiếp theo là dâu tây sẽ cắt xúc xích. Bước tiếp theo là vô cùng nguy hiểm.
Nếu mà có chuyện gì là đi tăng khuôn mặt xinh đẹp của tớ. Đợi một chút. A few moments later. Bây giờ tớ sẽ giãn trứng. Cuối cùng thì dâu tây sẽ trang trí bát cơm của mình với những nguyên liệu đã có đây. Vậy là món cơm bibimbap trong vòng 20 phút của dâu tây đã hoàn thành xong rồi đây. Bây giờ dâu tây sẽ đem đi học luôn. Tớ đã rán xong trứng rồi, bây giờ tớ sẽ chuyển qua làm món xúc xích. Lần này thì tớ sẽ cắt hình xúc xích tạo thành hình một con cua rất là xinh nha. Cậu hãy đón xem nha. Món cơm bento của Linh Chi sẽ không thể thiếu nguyên liệu này được. Đó chính là phần cánh gà. Đây cũng chính là phần mà tớ thích ăn nhất của con gà đấy. Có bạn nào cũng thích ăn phần cánh gà giống như Linh Chi không? Bây giờ Linh Chi sẽ tẩm bột cánh gà này và sau đó đem đi rán nhé. Đầu tiên mình sẽ tẩm qua bột ướt này, xong sau đó mình sẽ cho sang bột chiên giòn. Tên tên, vậy là Linh Chi
đã dán xong các đồ đây rồi. Bây giờ tớ sẽ chuyển đến một bước vô cùng quan trọng của việc làm cơm bento, đó chính là tạo hình cơm. Các cậu lưu ý nhé, để có thể tạo hình được thì cơm chúng mình phải rất là nóng. Và mình có thể cho vào thêm một chút giấm và gia vị để giúp kết dính tốt hơn. Bây giờ thì tớ sẽ nặn hình đây. Các cậu thử nhìn hình và đoán xem là tớ đang nặn hình gì nhé. Phần cơm xong rồi nè. Bây giờ thì các cậu đã nhìn thấy đây là hình gì chưa? Rất là xinh đúng không? Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Tớ sẽ phải trang trí cho hộp cơm bento này đây. Nếu không thì sẽ muộn giờ mất. Nhanh lên mới được. Cuối cùng Linh Chi đã hoàn thành xong hộp cơm bento này rồi. Đây chính là hộp cơm bento đã làm trong tận 2 tiếng lận đó. Ôi, thôi chết, bây giờ đã đến giờ đi học rồi. Hẹn gặp lại các cậu ở trường nha. Nhớ vote cho hộp cơm bento 2 tiếng của tớ đây. Củ đậu, bây giờ cậu phân thắng bại đi. Đúng đấy, mất bao nhiêu câu từ đêm qua lại. Phân, tớ sẽ thắng nhưng mà xem. Của tớ xinh như thế này cơ mà. Của tớ mới là xinh. Của cậu xấu vào đời. Không, của cậu chỉ đứng cánh như màu sắc thôi. Đêm hôm qua người ta phải giã thịt làm ruốc ấy. Không, tớ hơn. Dậy từ 4 giờ sáng cơ. Không biết tớ. Chắc tự dùng cái. Ban giám khảo còn chưa lên tiếng, các cậu đã như cái chợ vỡ rồi hả? Để đấy, tớ chấm đi hả? Được, bây giờ tớ sẽ ăn thử món của táo mèo đầu tiên. Tớ mất cả đêm hôm qua để làm đấy. Liệu liệu chấm điểm cho cẩn thận nhá. Xét về mặt thẩm mỹ, cậu đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi. Cơm trắng mới giúp, cậu định đai ẻ à? Mà thôi, tớ vẫn sẽ ăn thử. Cơm thì cái nào cũng giống nhau, nhưng mà giúp thì lại rất là ngon. Mặn mặn, ngọt ngọt. À mà khoan, miếng vừa nãy tớ nuốt nhanh quá, chưa cảm nhận được. Phải ăn thêm miếng nữa. Ăn nó đi, ăn nó đi. Món này đẹp đấy, nhưng mà ngon hay không thì không biết được. Thế cậu ăn đi. Cứ phải ăn rồi mới biết. Nguyên liệu thì tươi đấy. Xúc xích ngon, trứng ngon, cà rốt giòn, giá đỗ thì ngon. Nói chung là món này duyệt, nhưng mà vẫn phải ăn nhiều nữa thì mới cảm nhận rõ được. Có ăn thêm mấy miếng nữa cũng được. Linh Chi à, trông thế mà cũng khéo phết nhở. Món này á, chắc phải làm đến mấy tiếng ấy. Nhưng mà vào mồm tớ 2 phút là bay hết. Hả? Cậu nói cái gì cơ? Tớ nhầm. 2 phút là tớ chấm được điểm luôn. Đã đẹp, lại còn ngon, lại duyệt thêm được món nữa. Cơ mà, vẫn phải ăn thêm để cảm nhận vị rõ ràng hơn. Được, cậu cứ ăn tiếp đi, ăn tiếp đi. Cậu thấy chưa? Chị, đã có kết quả đâu, đúng. Củ đậu nói thế thôi, kiểu gì để cho tớ thắng. Ngủ nhiều á, máu không lên não à? Món của tớ đầy màu sắc như thế, tớ mới là người chiến thắng chứ. Thôi, các cậu cứ ở đấy mà mơ mộng mà hão huyền.
Huyền đi. Món của tớ á, vừa ngon vừa đẹp mắt, củ đậu á, mà chấm tớ thua thì tớ cao với cậu. Tớ xin thông báo kết quả như sau. Cả ba hòa. Để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.